Trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô mổ nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mổ nhé thôi. Bây giờ mình đã đi tô màu xong nha các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là
mình đây, ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Hãy
Như vậy video của mình là kết thúc nhiều bạn.